Tiền gây phiền lụy. Thuở xưa, ở Ấn Độ có một bà La Môn nọ sinh được một cậu con trai tuấn tú, thông minh và đoan chánh, nên cha mẹ rất mực cưng chiều. Tuy sống trong cảnh giàu sang nhung lụa, nhưng vì nhận rõ đau khổ của chúng sinh và sự sanh diệt trong cõi đời, nên cậu từ biệt cha mẹ xuất gia làm tỳ kheo. Một hôm, trên đường giáo hóa về ngang một khu rừng rậm, vì trời đã chạng vạng tối, thầy định tìm một chỗ nghỉ chân. Cùng lúc ấy, có một đoàn người đi buôn cũng đóng trại để nghỉ đêm tại đấy. Đêm ấy, có một lũ cướp kéo đến rất đông và định cướp bóc tài sản của họ. Nhưng khi chúng đến gần sát danh trại nơi bọn thương gia đang ngủ, thì thấy có người quanh quẩn dạo chơi ở gần ngoài liều. Những tên cướp sợ đoàn thương gia đề phòng nên phải chờ ngủ say mới động thủ. Nhưng chờ hoài mà người đó vẫn đi qua đi lại suốt đêm không nghỉ ngơi. Trời đã dần sáng, bọn cướp không tìm được sơ hở để ập vào danh trại, bèn tức giận to tiếng chửi rủa rồi kéo đi. Lúc ấy, bọn thương gia cũng vừa thức giấc, nghe ồn ào bèn chạy ra xem, thì thấy một bọn cướp núi rất đông, trong tay cầm chùy sắt, gậy gỗ đang bỏ chạy về hướng núi. Phía ngoài trại chỉ duy nhất có một vị xuất gia. Bọn người đi buôn khiếp đảm chạy đến hỏi: "Đại sư, ngài có thấy bọn cướp núi không?" "Có chứ, tôi thấy họ ngay từ ban đầu." Một người khác lại hỏi: "Bọn chúng đông như thế, ngài không sợ sao? Ngài chỉ đơn thân độc một mình mà làm sao địch nổi chúng nó?" Vị tỳ kheo chẳng lộ chút sợ hãi lo lắng, điềm tĩnh trả lời: "Người có tiền thấy giặc cướp mới lộ vẻ sợ hãi. Tôi chỉ là một người xuất gia, trong thân không có một đồng thì sợ cái gì? Cái mà bọn cướp muốn là tiền và tài bảo vật. Tôi không có một vật gì đáng giá, thì dầu ở rừng sâu hay núi thẳm cũng không có sợ." Nghe những lời nói của vị tỳ kheo, những người đi buôn đều tỉnh ngộ rằng mọi người sẵn sàng xả thân mạng để đổi lấy những vật không thật như kim tiền, vật chất, phù hoa ảo ảnh. Còn đời sống tự do, bình an, tự tại thì không ai màng đến. Vì thế, họ bèn phát tâm xin xuất gia tu hành với vị tỳ kheo. Ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đem sợi xích xiềng chối thân. Tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiềng chối thân. Lời Đức Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.